Dọn cỏ sạch cái đi rồi mới trồng cây mọi người ơi. Nay mình sẽ chia sẻ cách trồng cho cây nha mọi người. Hôm nay mình làm ba cái bầu giá giá rẻ tiết kiệm á, rồi ba cái trộn chất trồng. Giờ bắt đầu mình ra chia sẻ và hướng dẫn mọi người thêm một cái video nữa để mọi người có trồng thì áp dụng theo, nó sẽ đạt hiệu quả hơn là mình trồng lan nha mọi người. Mọi người mà trồng lan thì nó sẽ không có đạt hiệu quả như mình đã trồng phương pháp mới hiện tại giờ. Giờ mình sẽ đi lấy chất trồng. Bằng tương đối cái mặt mô là được không mọi người? Khi mình làm cái bầu lưới này á, nó rẻ hơn là cái bầu mà mũ 3 tấc 4 tấc của thường thường mình làm cho cái kiển á mọi người. Nó rẻ hơn nhiều. Một ký này là nó chỉ có mấy chục ngàn hả? Mà trong khi đó một ký mình làm ra tới chắc cả chục như này, chục có hơn. Tại mình mua là 5 ký nó làm ra được tới 35 này, 35 nhân 5, 5 ký là mình mua như 200 mấy 300 mấy gì đó. Cái này thì thoát nước rất tốt. Chia sẻ đến mọi người áp dụng thành công thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Nó vừa thúc đẩy kinh tế của mình, vừa rẻ, giá lại hợp lý, rồi công dụng lại tốt hơn. Đó là mấy cái đen kia, mũ đen kia là mất buộc mà ra nắng nó bị nứt nha mọi người. Còn cái này thì nó cũng như vậy, nhưng mà số lượng hoặc là cái tỷ lệ tuổi thọ của nó sẽ cao hơn kia nhiều. Tại mình đặt giống mình biết mà. Ở trên mặt nước vậy đó. Mà tới 2 năm nó mới mục. Còn dưới nước thì có thể là 4 năm. Mình thường thường mua là khổ 2 mét không mọi người. 2 mét đó là đặt dưới sông mà. Thank you.
khi mười mấy ngàn luôn chừng. Nhưng mà 1 mét á, hoành là chưa được á, chưa tới 3 tấc nữa. Mình nghĩ khoảng đó thôi, chứ mình cũng không biết là chuẩn hay không. Tính hết 10 ngàn. Mà này á, là 10 ngàn mà mình làm được tới nha, 3 bầu. 3 bầu thì nó ra hết 30 ngàn đi. Mà kia nếu mà 3 bầu cỡ này á, ít nhất phải 50-60 ngàn. Mà nó dở cái á, khi mà mình gỡ rồi á, nó dễ bị giòn, bị hư. Với lại nó không linh động. Này là mình chỉ làm thẳng luôn thôi mọi người, thẳng luôn á. Còn mọi người mà muốn làm đầu bự, đầu nhỏ đít bự á, thì mình cắt hình chữ V á, đớp lại thôi. Còn này thì mình muốn làm cho nhanh, làm thẳng vậy đi. Sau này cái đầu nó bự lên á, mình tấp thêm, mình sẽ làm P như vậy, làm như cái mái nhà á. Tháo này ra, mình nối thêm, cắt qua đồng nối thêm. Hoặc có thể làm tháo này ra, mình làm chuyện khác, mình làm cái mới luôn, vững vàng luôn. Chưa thấm xuống tới dưới mà thấm trên rồi. Nãy mình để nhiều đất quá, không sao, để nhiều đất nó cứng, tưới riết nó dẻ lại cứng. Chiều cao này là khoảng 3 tấc nha mọi người, 3 tấc. Quanh này là khoảng 5 tấc, quanh 5 tấc. Bám rễ xuống, xuống ngang đều đây phong, mình sẽ xuống đây luôn, nó sang dài cái đây khoảng 2 năm. 2 năm á mình mới thay, 2 năm nữa thì cái này chưa xin nhi đâu. Tại cái bóng khi mà cái cây của mình á nó ra lá, nó sẽ che hết, khoảng 6 tháng nữa là nó sẽ che bầu lại, nó sẽ không có dính ánh nắng nhiều, nên cái bầu này nó sẽ bảo vệ an toàn trong cái ánh mát á, cái mát á, nó sẽ không bị hư. Mình có thể sử dụng gì khác, trồng mai con mà 3-4 năm tuổi đó, trồng xong bắt đầu Tết mình bán, mình chỉ có lan kèo quấn giáp vòng rồi bắt đầu mình đẩy ngang qua cái là xong. Hoặc là mình có thể moi xuống đây, nếu mà trồng mai nha, moi xuống rồi bắt đầu mình lấy dây đó mình gạn phía dưới ở đây, thì bệ này thì khoảng đâu đó cả 100 ký ạ. Còn này là mình trồng cây lâu năm luôn nha mọi người, nên là mình làm đất hơi nhiều. Còn nếu mà trồng mai á, thì mình chỉ có xô dừa, chỗ sống, đất á, thì chỉ có một phần thôi, khoảng chừng 1 xô thôi. Giống như cái video mình hướng dẫn kỳ trước. Giờ mình làm cái này để cho mọi người chiêm ngưỡng cái bầu theo cái cảm nghĩ mới của mình, với lại theo cái sáng tạo mới. Nó sẽ tiết kiệm hơn cho mình phần nửa luôn á, nếu mình mua mấy cái mũ đen nha. Còn mọi người mà không có làm này á, thì mình đắp đất vẫn được. Mà đất á, thì nó sẽ bị khít nha mọi người, như đất này nè, là nó rễ nó ra không được. Còn mình làm bầu gì á, thì rễ nó ra được. Mình đã trộn hết rồi, nó sẽ ra được. Khi mình tháo ra thì mình chỉ cần cắt cái sợi dây thôi. Dây ở đây nè,
hai miếng nấu á. Mọi người thì nấu một đường cũng được, hai đường cũng được, còn nếu muốn chắc ăn thì ba đường. Mình lấy kéo mình nhấp nhẹ mấy cái đường, có đường chỉ nè, nhấp nhẹ cái rồi mình kéo ra là tự động nguyên cái này nó ra hết luôn, mình chỉ tháo nhẹ ra cái xong. Còn cái mũ đen á, mọi người làm xong như vậy phải không, khoảng chừng như 2 năm thôi, nắng mưa nó sẽ làm mũ nó giòn. Thì mọi người mà tháo ra mở ra thì ngay chỗ cái gấp gạch này nó sẽ bị ấy nè, đây gì nó sẽ bị giòn, nào mà hưởng cái nắng nhiều là nó sẽ bị giòn. Còn cái này thì khỏi sợ, mọi người thấy vậy chứ nó khi mình tháo ra phải không, hai miếng là mà hai miếng nhập đôi mà, mình có thể là 5 tấc 6 tấc mình cũng có thể là gào gà gào vịt cũng được. Cái tiện dụng là cái đó, hoặc là mình đem vô mình làm ba cái bao đang mình đựng này nọ cũng được. Giờ mình chưa có trồng hay mình chưa có gắn đường ống tưới, anh giờ chỉ tưới tay thôi, cần giữ cái độ ẩm cho nó. Cây thì cần độ ẩm, nó cần nước và nó cũng cần thoát nước. Rồi mình đã hoàn thành nha mọi người, đã xong rồi đó, giờ mình đi ra đồng mình làm thôi. Ở vườn mình sẽ cập nhật tình hình lúc mà trồng cho đến cái lúc mà nó bự cây lên, sẽ cập nhật mỗi tháng một lần để gửi đến quý vị mọi người. Nếu có chồng thì cứ tìm hiểu mà áp dụng theo.